Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 19 tháng 5 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, hiện tại thì giá thanh long đang vượt ngưỡng ha, đang chạm mốc là tới 30.000 đồng một ký loại 1. Đó, thì đây là một thông tin rất là đáng mừng cho những bà con hiện đang có thanh long. Nguyên nhân dẫn đến giá thanh long cao hiện nay được lý giải là do đang thời điểm đầu vụ nên chưa cho trái nhiều. Bên cạnh đó, do vụ thanh long trước đó dịch Covid-19 nên các nhà vườn không bán được hoặc bán với giá quá thấp, cho nên vụ này họ không dám đầu tư và không có chi phí để đầu tư, cũng không còn vốn đó, như nói đơn giản là không còn vốn để tái đầu tư đó bà con. Cho nên hiện tại là khiến cho sản lượng thanh long vụ này giảm chỉ còn dưới 50% so với vụ trước đó. Hiện tại thì sản lượng thanh long loại 1 và loại 2 chiếm khoảng 50%, đối với thanh long loại 3 và loại 4 thì chiếm khoảng 30% đến 40%, còn lại là loại hàng giạt chỉ khoảng 15% đến 20%. Tuy nhiên đối với vụ trước thôi, còn vụ này thì thanh long loại 1, loại 2 chiếm rất là ít, chủ yếu chỉ còn loại 3 và loại 4, tức là thanh long không có đạt chuẩn đó bà con, thì dẫn đến là cái sản lượng không còn nhiều. Sản lượng thanh long loại đẹp giảm đi rất nhiều, còn loại xấu thì tăng lên, do những vụ trước nhà vườn chịu tác động của dịch Covid-19 nên không bán được, trong khi giá vật tư liên tục tăng cao, cho nên vụ này nhà vườn bỏ bê không chăm sóc. Thời tiết mưa xuống, thanh long dễ dịch bệnh. Mặt khác, thay đổi thời tiết khiến cho trái thanh long rất xấu, chắc cũng mất khoảng một thời gian. Khi mưa thuận gió hòa thì trái thanh long mới đẹp trở lại, ông Nguyễn Quốc Trịnh cho biết. Thì hiện nay mà những thương lái đã quay trở lại vườn thanh long và thu mua rất là nhiều, dẫn đến tình trạng tăng giá như hiện nay. Và ngày hôm nay thì thưa bà con là giá đã tăng nhiều trở lại ha bà con ha. Thì kênh xin cập nhật giá ngày hôm nay như sau. Ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 27 tới 30 ngàn, loại 2 từ 22 tới 25 ngàn, loại 3 từ 18 tới 20 ngàn, hàng giạt từ 6 đến 7 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô cũng tăng từ 12 đến 14 ngàn nha bà con. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 18 ngàn, 17 ngàn và 16 ngàn, bò sàng là 16 ngàn, 15 ngàn và 14 ngàn, hàng giạt là từ 6 đến 7 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 từ 20 đến 23 ngàn đồng, loại 2 từ 16 đến 18 ngàn, loại 3 từ 10 tới 13 ngàn, hàng giạt từ 5 đến 6 ngàn. Bà con nắm giá ngày hôm nay nha, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào.